Ok, chúng ta sẽ đến với đối thủ Ấn Độ 2054. Khá cao. Lên tốt. Đưa mã lên. Đẩy lên đây. Không được. Okay, lên một nước đi. Ăn đấy. Đuổi cái xe đi đâu? Rồi, lên mã cái chiếc ngay. Rồi mình cứ nhập thành ạ. Chịu mất một tốt. Lên tốt đấy. Ăn như bình thường, không vấn đề gì. Chiếu cái đã. Rồi. Để tôi lên mình lấy tượng ăn vào nhé. Không ngại. Ôi. Chờ chút. Chiếu đây thì có phải là ăn được mã rồi không? Rồi. Chiếu lên đây, chiếu xuống đây. Đánh đánh kiểu này vậy. Ha, không ăn. Chịu thua rồi. Sợ chịu thua nhỉ. À, đây đây, hậu mình ăn tượng. Nhanh đấy. Đang định tính là lên mã đây để phòng thủ cánh vua.
hòa con này nào. Khó vậy. Mẹ mày, sao đánh thế nhỉ? Chưa gì ạ, thiệt một tốt rồi. Lên thôi. Không ăn à? Để lên đây ăn, ăn tượng ăn ăn đây.
Tươi rồi. Cứu chưa? Oh.